Chào mọi người ha, đây là để mà đại lộc ha. Cây này nó cũng to, nó cao tới từ mặt chậu lên tới để tới ngọn á là nó cũng khoảng 7 tấc ha, 6 tấc 7 tấc. Khoảng 3 gang tay á. Đây, này nguyên cái này là những cái cây gọi là những cây nó cũng tàn nhiều của mình. Đây là cũng phải gần được 30 cây á. Giá bán cho mỗi cây này á thì rất là nhiều người hỏi á. Thì khoảng là 400.000 500.000. Đây cây này rất là to nè. Tàn nó chi chít dưới luôn nè hay chưa, đây, nụ chi chít luôn ha. Đây. Đây, những cái này hay cái chậu này mình cũng chưa có thay thay đất thay phân ở trong đây chưa có thay chậu mới ha. Dự định Tết là mình sẽ thay chậu mới ha. Đây. Thay chậu mới đây thì chúng ta mua đây những cái này về chúng ta nên thay cái chậu đẹp ha, thay cái chậu đẹp để cho mà cái cây nó bông đẹp thì cái chậu chúng ta cũng phải đẹp ha. Đấy, khi mà thay chậu chúng ta nên lấy cái chậu bằng cái này hoặc là to hơn. Đấy, to hơn thì chúng ta thêm phân ha, thêm phân vào và khoảng một tuần sau chúng ta mới tới hàng tưới phân ha. Đây, ta thay xong chúng ta chỉ tới dưỡng rễ thôi nha, chúng ta không có tưới phân. Đấy, nhôm này mình đã uống hết rồi, uống nhôm hết rồi, dùng nhôm hết rồi. Vườn mình ở Chợ Lách Bến Tre ha, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, ở gần nhà thờ Cái Nhâm á. Đây, anh em nào ở gần khu vực này thì chạy qua vườn xem á. Đây, hoặc là cần những cái bo mai để mà ghép á thì tới đây mình sẽ cắt những cái bo những cái đọt này nè cho mọi người về ghép. Cái này thì gốc mình nó cũng bình thường à, nói chung nó cũng không có đẹp như gì mấy, nhưng mà được cái giống này thì nó bông đẹp thôi. Đại lộc thì nó bông đẹp. Cái đại lộc thì khỏi phải nói rồi, rất là nhiều người quay những cái bông á, nhìn bông rất là to ha, rất là to, mấy chục cánh mà nó nở rất là lâu. Đại lộc đây, tàn rất là đều ha. Khi mà Tết chúng ta có mua cây vậy ha, Tết mà chúng ta mua cây về mua ngoài chợ á, ngoài chợ về thì chúng ta đừng nên tưới phân cho nó ha, tại vì trong quá trình mà người ta chuyên chở đi nó bị động rễ nhiều lắm, chúng ta chỉ nên tưới dưỡng rễ thôi ha. Và sau Tết dưỡng á, sau khi cắt tỉa xong chúng ta chỉ nên tưới dưỡng rễ thôi, không tưới phân ha. Đấy, sau khi cắt tỉa, sau khi thay phân thay chậu đó thì chúng ta chỉ có việc là tưới phân dưỡng rễ, là một tuần sau á chúng ta mới tiến hành cho phân ha. Còn sau khi Tết thì khoảng một tuần, hai tuần ha. Thậm chí sau khi Tết chúng ta chỉ nên tưới dưỡng rễ thôi, chứ đừng có nên tưới phân. Tại vì nó đã cả tháng trời rồi, một cả tháng trời nó nằm mà mưa mà nắng, thì đem nuôi trong nhà cái điều kiện nó thay đổi liên tục, cái bộ rễ lúc đó nó chưa phục hồi kịp mà chúng ta tấp phân vào thì nó bị cháy rễ thì chết cây ha, cháy rễ thì chết cây. Đấy, sau Tết chúng ta chỉ nên tưới dưỡng rễ thôi, lưu ý quan trọng nha. Cái điều nhỏ những nào muốn dưỡng á thì chúng ta tới dưỡng rễ, còn không muốn dưỡng thì chúng ta không cần làm gì hết á, không làm gì hết thì quả mai là nó sẽ sống, còn đa phần là nó cũng sống nhưng mà nó khó mà tốt lắm. Đây, một cái điều lưu ý thôi, cái đó là chuyện nhỏ không có gì hết á, mà người ta nhiều khi chúng ta về nuôi ra cưng, chúng ta cưng người ta tưới phân được đó, nó không có sống được ha. Tàn cũng rất là êm á, nó rất là đặc tàn này, nó vô nhôm hết rồi. 3 tháng sau chúng ta tháo ra được rồi ha. Đây, vô nhôm hết rồi. Những cái cây này Tết nó sẽ cho tới 100 đến 200 bông ha, tới khoảng 200 cái bông. Đây, 200 cái bông. Khoảng 30 cây ha, 30 cây. Mà đại lộc đây. Đây vườn mình ở Chợ Lách Bến Tre ha. Đây là Chợ Lách Bến Tre. Anh em ở gần khu vực Chợ Lách Bến Tre thì khi đến vườn á. Đây đến vườn. Còn mình cũng có nhận bán đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận á. Đây nếu bán Hồ Chí Minh thì mình gửi xe lên thành phố, còn để bán các tỉnh vùng sâu vùng xa hơn á, xa hơn nữa thì mình phải gửi xe hai chặng ha. Nên chi phí nó sẽ cao hơn, anh em thông cảm ha. Đây chi phí nó sẽ cao hơn. Đây. Rồi xin chào mọi người nha.
đây là mai đại lộc đây, đây là ghép 2 năm. Giá bán trung bình mỗi cây là từ 400.000 đến 500.000 một cây ha. À, xin chào. Đây, đây là những cây mai đại lộc chuẩn bị Tết đây ha. Đây, cây này tàn thì nó xum xuê ha. Xum xuê nha. Gốc thì nó cũng bình thường, không có đẹp lắm. Không có đẹp lắm. Mà chủ yếu là người ta Tết hôm nay là người ta chơi bông thôi ha, chơi bông thôi. Đây, phía bên trong này. Nụ chi chít luôn nè ha, nụ chi chít luôn. Cái giống này thì nó rất là mạnh nè, rất là mạnh, dường như là nó kháng được bệnh á. Kháng được bệnh, cái này nó rất là mạnh luôn á, nó kiểu giống như Phú Tân á. Giống như mai Phú Tân vậy, lá này cũng giống như mai Phú Tân nè, nó rất là mạnh nè. Còn cái chuyện mà nó kháng bệnh, còn cái chuyện mà nó kháng được lạnh hay không á thì mình cũng chưa có rõ nữa. Còn cái giống Phú Tân của mình á, Phú Tân mình làm mấy năm lâu nay á, là nó rất là chịu được lạnh á. Năm vừa rồi thời tiết lạnh lắm mà nó cũng vẫn nở tốt. Đây, nó thậm chí nó còn nở tốt hơn cả thằng Cúc nữa ha. Cúc á, Cúc Bình Định á. Cúc Bình Định này hình năm rồi, Cúc Bình Định thời tiết lạnh á. Mai Thủ Đức nó chậm nở, Cúc Bình Định ha. Yeah, Cúc với Phú Tân. Phú Tân thì nó lạnh quá thì nó lên chậm hơn. Nhưng mà nó vẫn lên tốt. Lộc ha. Nè, đại lộc rất là nhiều người hiện tại cũng đang nhân giống và sưu tầm cái loại mai này, mai đại lộc này. Giá bán cho những chậu mai này là khoảng từ 300.000 tới 350.000 ha. 350.000. Đây, chậu nào tàn nhiều quá thì mình cũng phải bán nó cao hơn tí để mà bù vào những cái cây mà nó thiếu tàn ha. Đây, bù vào những cái cây mà nó thiếu tàn thay vì không phải là nếu mà bán, tại vì cái này mình lấy của ông anh mình ha, lấy của ông anh mình thì ông bán một cái nguyên lô như vậy đó thì thông thường người ta mua những cây nào khoảng 250-300 ngàn. 300 ngàn, nhưng mà có những cây nó nhỏ quá thì chúng ta đâu phải là bán được giá đó ha, cũng thiệt cho người tiêu dùng. Nhưng mà đối với người mua đi bán lại á, người mua đến là bán lại đối với những người mà chạy tới mua đi bán lại á thì người ta bán phải cũng phải vừa có lợi cho người tiêu dùng và vừa phải là có lợi cho mình á, chứ không thể nào mà ví dụ như chúng ta bán mà chúng ta mua có 300 ngàn mà chúng ta bán có 250 ngàn hoặc là 300 ngàn thì chuyện đó là cũng hơi thiệt cho người bán á. Đây, cũng hơi thiệt cho người bán. Đây, đại lộc đây, cái nhánh này rất là to, rất là mập nè. Tàn rất là nhiều, những cái này đến Tết có thể đạt đến 100 bông á, thậm chí hơn nữa. Mỗi một cái nụ mắt, mỗi cái nụ cửa gà này nè, đấy thì nó ra 2 bông thôi, thì có 50 cái nụ rồi chúng ta cầm chắc là được 100 bông rồi, 20 cái nụ, mà cái này có thể hơn 20 cái nụ, 50 cái nụ nhiều, ha, 2 bông, 50 cái nụ, xin lỗi chứ không phải 20. Đây là còn 3 tháng nữa đến Tết. Ba tháng nó đến Tết đây, có những cái đại lộc đây ha. Đây, cái này là vô nhờ mất rồi, đến Tết là cái này, cái cây nhánh này nó đã theo rồi ha. Thì khi đến Tết á thì mình vận chuyển đi á thì mình vẫn để cái này ha. Sau khi mà vận chuyển xong mà đến nơi bán á, mình sẽ tháo cái này ra. Còn khi chúng ta mua về chúng ta chơi Tết á thì chúng ta vẫn giữ cái này ha. Đến khi lúc Tết á chúng ta sẽ tháo này ra hoặc là để luôn cũng được, để luôn cho các cây nó có màu trắng cũng được, không sao hết á. Đây, còn không mà trước Tết 1 tháng á, chúng ta sẽ tháo nhôm này ra, thì chúng ta tháo nhẹ nhàng thôi ha. Đây, cái tránh những cái mắc nụ này thôi. Thì lúc này cây nó đã theo rồi. Khi mà tháo nhôm đó, chúng ta sẽ tháo á, thì chúng ta sẽ vịn nè, vịn cái phần cây này, vịn cái nhánh này nè. Ha, chúng ta một tay vịn nhánh, một tay vịn cái nhánh này nha, để chúng ta không có bị gãy, làm gãy cái nhánh này ha, gãy cái nhánh này đấy, gãy cái nhánh này chúng ta tháo ra thôi ha, rất là dễ, không có gì hết á. Đây, gãy cái nhánh này, tháo nhôm ra rồi chúng ta muốn thay chậu đẹp á, thay chậu đẹp á thì tốt nhất á là chúng ta mua về, khi mà mua về xong chúng ta đừng nên thay chậu ha. Đây, khi mà những ngày Tết chưng á đừng nên thay chậu,
thai như vậy là động rễ, có nên thai là nên thai trước ha, trước ít nhất khoảng 1 tháng 2 tháng trước Tết để cây nó đừng có bị động rễ ha. Chứ khi mà mới mua về thai liền không là nó bị động ha. Mà khi bị động như vậy á, chúng ta đừng có tưới phân nha. Đây, chúng ta chỉ tới dưỡng rễ thôi. Đây, muốn thai chậu xong thì chúng ta mà tới dưỡng rễ một tuần sau chúng ta mới mã cho nó ăn phân. Đấy. Thì vậy là lưu ý á, cây sau khi chưng Tết cũng được, cũng vậy nè. Sau khi chưng Tết thì chúng ta cũng cũng đừng có tưới phân liền ha. Sau khi chưng Tết chúng ta cắt tỉa xong rồi đó, chúng ta thay đất thay phân xong mà chúng ta chỉ tưới dưỡng rễ thôi ha. Tưới dưỡng rễ N3M hoặc là Atonit đây, hoặc là Root 2 gì đó. Đây, chỉ có vậy thôi. Chứ chúng ta đừng có cho nó ăn phân liền, lúc đó rễ rất là yếu. Mà chúng ta dập phân vào á, dập phân vào là cây nó sẽ bị ngợp ha, thậm chí là nó bị chết cây luôn. Rồi, xin chào mọi người nha. Đây là những cây đại lộc đây, lộc đây. Ở đây mình ở khu vực là Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ở đây mình ở gần nhà thờ Cái Nhum, anh em là ở gần khu vực này á thì đến vườn xem á và cho lựa thoải mái. Còn khi mình bán ship hàng thì bọn mình có thể ship được ha, ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Còn những tỉnh lân cận á, những tỉnh xa hơn, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang rồi đó, thì mình sẽ ship bằng cách là gửi xe, gửi hai chặng. Mình ở dưới quê mình gửi lên Sài Gòn xong, rồi từ Sài Gòn mình sẽ gửi đi những tỉnh khác thì chi phí nó sẽ cao hơn nha, anh em thông cảm ha. Anh em cũng biết ha, đây là tiền xe bán cái cây này cũng chả có bao nhiêu tiền cả, mà tiền xe nhiều khi nó gửi đây ở dưới quê lên một cây này là khoảng 30.000, 40.000. Đây là từ ở dưới quê đi ra ngoài đó nữa thì cũng khoảng 50-60 ngàn nữa. Thì cái cây này tiền chi phí đã gửi không á là hết gần cả 100 ngàn rồi. Đây, cái cây này cũng chẳng có, thì cũng cả không có bao nhiêu tiền. Nhưng nhiều khi một số người nói là nó mắc, nó đắt. Nhưng mà người đâu có biết là cái chi phí mà gửi xe đó, nó chiếm phần nửa giá trị của cái cây rồi. Đây. À, xin chào mọi người nha. Đây. Cây mai đại lộc ha, đại lộc đây là tàn nó hơi to, đây này sẽ thầm là chỉ mini để bàn thôi, nó to không to lắm tại vì cây này là cây để bàn ha, để bàn nước uống trà đâu đây, nó đã có bông rồi nè, ít bữa nó sẽ nở đây ha. Là những cây này thì mình bán những cái này tàn nhiều đây, cái tược ghép khoảng ngón tay út, cây khoảng 1 tược 2 tược, này ngón tay út ở bên trong đây ha. Những cái này gốc thì nó cũng bình thường, nó cũng không có đẹp, bình thường giá bán mỗi cây là khoảng là 300 ngàn á. Này tàn rất là nhiều á, những cái này bông hay lên đến là gần cả 100 bông á. Đây, mình ở khu vực là huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Đây, ở gần nhà thờ Cái Nhum, gần nhà thờ Cái Nhum, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Các anh em ở khu vực này phải chạy qua vườn xem á. Cái này mình cho lựa thoải mái nha. Lựa thoải mái chứ không phải là giống như một số nhà vườn lớn á, thì người ta chỉ bán một lần, người ta bán nhiều thôi, bán 50 cây, 100 cây rồi đó. Cái này bao nhiêu mình cũng bán hết ha. Một cây cũng bán rồi, đi qua mình cho bo về ghép luôn, không cần mua gì mà mua, không muốn mua thì mình qua đây cho bo về ghép luôn, không sao ha. Đây, anh em nào có dịp đi ngang đây thì ghé vào vườn chơi á, không có gì hết á, mua cũng được, không mua cũng không sao á. Đại lộc đây ha, cây tàn rất là nhiều ha. Đây là một giống mai mới á, mới nổi là vòng 2 năm trở lại đây thôi. Người ta thấy bông đẹp, người ta mới bắt đầu nhân giống ra nhiều. Hiện tại thì nhân giống rất là nhiều rồi. Hiện tại là những cái vườn mà mới ghép có thể vườn ghép vài ngàn cây luôn á. Rồi bắt đầu cái năm sau là chúng ta sẽ có mai đại lộc này nhiều lắm. Còn năm nay thì số lượng này nó cũng không có nhiều lắm ha. Cái
giống này bên sinh trưởng rất là mạnh, còn khi mà nó nở thế nào thì cũng chưa rõ nữa. Thế nó phát triển cũng mạnh lắm, phát triển rất là mạnh, mà sâu bệnh nó cũng kháng được tốt lắm. Phải là nụ rồi ha, nụ nó ra to rồi đây. Đây, nụ to, nụ chi chít luôn ha. Đây, cái nụ này chúng ta cứ vẫn cứ giữ ha, giữ này thì Tết nó vẫn trổ chứ nó không có trổ sớm đâu. Có nụ lớn, nụ nhỏ nhiều lắm, lên đây nữa nè, nhỏ lên đây nữa nè. Còn nếu nó có trổ sớm thì chúng ta cứ để ta xem, trổ một bông hai bông cứ để xem, chả có sao cả. Một bông hai bông ta cứ để ta xem, không có sao hết. Xem cho đẹp thôi, không có gì hết á. Ở đây thì mình nhận bán ship ha, bán ship bán gửi qua đường xe thôi, gửi tới Hồ Chí Minh thôi. Còn những cái tỉnh xa quá thì mình phải gửi bằng đi bằng hai cách ha, là gửi ra Sài Gòn xong rồi từ Sài Gòn mới gửi ra hai những tỉnh khác. Đấy, thì nó mất hai cái công đoạn như vậy, chi phí vận chuyển nó sẽ tăng lên á. Đây, anh em mua anh em cũng thông cảm mình nè. Đấy, ví dụ như gửi đi Phú Yên, đi Nha Trang nào đấy, đi Phú Yên, Nha Trang, đi Ninh Thuận, Bình Thuận á, mình có thể gửi được hết ha. Đấy thì gửi bằng hai cách, là gửi bằng bưu điện, nhưng mà cái này gửi bưu điện thì mình không có yên tâm lắm. Tại vì đóng cái thùng như thế này mà bưu điện ở bên Viettel rồi đóng thùng mốt đâu đấy thì chi phí rất là cao. Đấy, chi phí một cái cây này vì khi nó còn đắt hơn cả cái cây này nữa. Cái cây này nếu mà tại vườn bán khoảng 300-350 ngàn thì gửi tiền xe, gửi tiền mà bưu điện thì cũng khoảng tầm đó tiền đấy. Đấy, tại vì này đóng cái này mình phải vào một cái thùng mốt ha, một cái thùng mốt rất là cao. Rất là cao, cái này cao khoảng 6 tấc ha. 6 tấc. 6 tấc đâu mua thùng mút 6 tấc ta đóng vào. Chi phí rất là cao. Mình gửi được theo hai cách ha. Này gửi bằng xe, gửi xe chuyền. Này gửi từ dưới quê mình ra cho lách Bến Tre. Gửi lên chỗ khác rồi từ đó mới đi nữa. Còn anh em nào ở khu vực gần nhà mình á, cách khoảng chừng 2-3 cây số thì làm thì cố gắng chạy qua vườn lựa giùm ha. Đây, gửi xe thì nó tốn chi phí nhiều lắm. Đây mình đại lộc ha, đây đại lộc đây, cái lô này đây, cái lô này là mình phải cho lựa thoải mái ha, đây. Nó khoảng cũng gần 100 cây á, có 100 cây ha, thì cái này nó cũng xém xém nhau, tại vì tất cả đều ghép 2 năm hết rồi, nó cũng xém xém nhau hết à. Cái này thì nó nụ sẵn hết rồi, giờ chúng ta mua về là Tết, chúng ta chỉ giữ đến Tết thôi. Phân thì chúng ta cũng không cần tưới gì đâu. Cái này là chỉ cứ 2 tuần lần chúng ta tưới dưỡng rễ thôi ha, tưới dưỡng rễ thôi chứ không cần gì hết á. Tưới N3M hoặc là Atonet pha loãng tưới thôi. Đây, chứ không có cần thêm phân gì hết nè. Giờ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết thì chúng ta chỉ có tưới dưỡng rễ thôi, chứ không có gì hết á. Cái chậu thì chúng ta muốn thay chậu mới á, thay chậu đẹp á, vậy chúng ta cứ thay vào thôi. À, chúng ta lựa cái chậu mới đẹp á, nó bằng cái chậu này hoặc là nó lớn hơn tí xíu là được, đừng lấy nhỏ hơn ha. Rồi, xin chào mọi người ha. Xin chào mọi người ha, đây là cây mai đại lộc ha. Lộc này mình có phân ra là 4 loại ha. 4 loại, đây là những cây ghép khoảng 2 năm rồi đây. Khoảng 2 năm ha. Cái này thì nó đặc điểm của nó là nó nụ rất là đặc ha, nụ rất là đặc. Nụ nó liền mắt luôn á. Chi chít luôn nè. Đây là những cái cây này, cây nhỏ. Ghép 2 năm rồi. Cây này với giá bán mình bán tại vườn là khoảng 200 ngàn á. Và mình cũng có nhận ship ra Hồ Chí Minh. Đây, nhận ship Hồ Chí Minh gửi qua đường xe khách ha. Đây. Còn em là các khu vực lân cận á, là huyện Gia Lách tỉnh Bến Tre. Mình ở đây là huyện Gia Lách tỉnh Bến Tre. Anh em chạy tới vườn mà có xem lựa thoải mái ha. Những cái này là bông sẽ gần là như là ngay Tết ha. Ngay Tết.
lưu ý là cái cây mai này chúng ta lặt lá đó, chúng ta sẽ lặt trước Tết sớm hơn những cây mai bình thường khoảng 3 ngày đến 4 ngày nha. Tại vì khi mà cái nụ này nó bông này nó nở á thì nó thông thường là nó sẽ lú cái lưỡi gà ha, lú lưỡi gà là cái phần màu vàng này á, người ta gọi là lưỡi gà đó, nó lú lên á thì khoảng 3 ngày sau 4 ngày sau nó mới nở ha. Còn thông thường là những cái loại khác á, thủ đức rồi đó thì nó lú bữa trước là bữa sau nó nở liền à, còn này lú phải 3-4 ngày. Nên ta lưu ý cái chuyện mà lặt lá ha, canh và lặt lá sớm hơn bình thường. Thời tiết lạnh thì chúng ta phải lặt sớm hơn nữa. Quay một vòng cho mọi người xem á, đủ chi chít luôn nè. Đây là một cái giống mới nha, giống mới thì hôm nay mình ông làm đây 2 năm thì mới có giống này. Chứ hiện tại đa phần những cái vườn khác là đa phần người ta cũng mới ghép thôi. Khoảng trong vòng 1 năm nay rồi ha. Nên những cây này là những cây gốc bứng ha, gốc bứng đã thuần chậu rồi, rất là mạnh. Gốc có chân cái ha, cái gì tái có tay cái nhỏ nhất là có tay cái thôi. Nụ rất là đặc ha, đơm nụ thôi. Đâm chậu ra có một số cái mà đại lộc này, có một số cây thì ghép ra nó bị năm cánh nè, năm cánh là do khi mà những cái cây mà những cái đọt này chưa đủ sức á. Theo giải thích một số người, những đọt này chưa đủ sức khi mà nó ra bông năm cánh á, mà chúng ta cắt ngay cái đọt này chúng ta ghép vào những cái cây mai chúng ta thì sẽ bị năm cánh. Cái này mình cũng không rõ nữa. Còn ở đây tất cả cái này của mình á là hôm nay mình nói nó đều là 39 cánh hết ha, tất cả là đều bông 39 cánh, bông to hết chứ nó không có bị năm cánh. Và ông nói là ông cũng ghép cắt tất cả các bo này, ông ghép từ một cây chủ á đấy, người ta nói F1, F2, F3 gì đấy. Khi mà ta lấy cái này ta ghép sang cây khác, rồi ta lấy cái bo khác á, lấy cái bo cây thứ hai á, ta ghép sang cây thứ ba, rồi lấy cái bo cây thứ ba ghép sang những cái cây khác á, hoặc những cái cây khác thông thường là nó sẽ bị lai thành năm cánh. Còn cái này chúng ta, nếu chúng ta có một cây này cây chủ bông đẹp rồi, chúng ta cắt bo cái này đi ghép những cây khác thôi chứ không có ghép lại nữa, này thì nó sẽ cho bông đẹp. Nhưng mà cái này thì mình chỉ nghe nói thôi, mình cũng chưa có ghép được như vậy. Mình chỉ cắt những cái cây mà đã ghép rồi, ghép thế là thứ hai đó, thì ghép những cây khác á, thì nó cũng chưa có bông nữa. Thì là nếu nó có bông đây thì chúng ta mới chứng minh được ha. Còn nghe nói không thì cũng mơ hồ quá, cũng chưa chính xác ha. À, nhiều khi người ta nói đó là nhiều khi mấy cái cây mà nó người ta muốn ha, ta muốn bán những cái cây thuần chủng á, để cho chúng ta mua về chúng ta lấy bo ha. Còn cái dạng nếu mà ghép mà đã thuần chủng rồi thì không có chuyện mà lai giống. Nếu mà lai giống thì nó lai từ đầu rồi, năm cánh thì ghép là năm cánh thôi. Ta làm đi thì ta mới biết được ha. Những cây này đây, cây này là giá khoảng là 200.000 một cây nha. Đó, mấy cây này nè, nụ rất là to rồi nè ha. Cây này thì chúng ta phải đem lại để trong mát á, để trong mát chúng thôi là nó sẽ bị nở sớm á. Nụ từ dưới nụ lên tới trên luôn nè, đặt ở trên nha. Cây này nếu mà nó có nở sớm thì mình sẽ quay sớm cho mọi người xem Tết cho vui ha.
nếu mà một cái nụ này nếu mà đúng thì ra được 3 bông, mà cái này có khoảng được 20-30 cái nụ vậy đó. Còn nhánh này không à, 1, 2, 3, 4, 5 nhỏ xíu nè, 6, 7, 8 một nhánh nhỏ này nó được 8 cái nụ, một nhánh nhỏ xíu xíu nè, 8 cái nụ. Thì bên đây nè, ở trong đây nè, cây này khoảng 20-30 cây nụ vậy đó, nếu mà nở hết cũng khoảng 5-60 bông á. Cây nhỏ xíu xíu nè, khoảng 50 cây bông, mà tin không, chỉ có cây may ghép mà như thế này mới được thôi, có chút xíu à, mà cây bông à. Tại bộ lá nó, ta phải giữ cho nó xanh nha, đừng để cho nó bị rụng. À, nếu mà nắng quá, nắng lên lá đó, nắng quá nắng lên lá mà chúng ta quên tưới đi, nắng mà nó xào gốc á, chiếu thẳng lên lá là nó mất nước nhiều lắm, chúng ta quên tưới là nó dễ bị rụng lắm. À, chúng ta mấy tháng này thì chúng ta nếu mà có điều kiện thì chúng ta che lưới ha, che lưới mà cho nó mát mát, để lỡ mà chúng ta có quên tưới nước thì cũng không có sao. Lỡ có quên tưới nước thì cũng không có sao hết. Xanh nè ha, đấy. Nó xanh mà nó dày nè, cây này nhỏ lại có khoảng tay cái thôi mà từ ghép thì cũng mừng nó tay cái luôn à, đây ghép rất là lâu à, 2 năm ở trên tay nó tùm luôn ha. Nằm trong cái lô của mình là đây là chỉ có 8 cây nhỏ thôi, 8 cây nhỏ. 8 cây nhỏ ha. Đây, lá nhưng mà anh nụ nằm đặt ở đây hết rồi. Nhà xin chào mọi người nha. Đây.